Đình này có hai cô con dâu Việt Nam, hai đứa con của dâu cả đang làm loạn. Điều này khiến dâu út rất tức giận, thế là cô đi qua dạy dỗ hai đứa cháu. Đứa bé bị thím dọa sợ khóc lên, một đứa khác chạy đi mách với mẹ, thế là dâu cả xông ra dạy dỗ dâu út, giận dữ mắng mỏ cô ấy thô lỗ với hai đứa con của mình. Dâu út cãi ngược lại, hai đứa con của chị dâu rất mất lịch sự. Cứ như vậy, hai cô con dâu Việt Nam cãi nhau qua lại liên tục, cuối cùng dâu cả thấy nhà mình đối lý nên quay về phòng trước. Dâu út vẫn nói lải nhải, cuối cùng cô cũng quay về phòng. Mẹ chồng tan làm về nhà nhìn thấy trong nhà rất lộn xộn, đoán chắc chắn hai đứa con dâu lại cãi nhau rồi, thế là bà đến phòng dâu cả trước hỏi đã xảy ra chuyện gì. Dâu cả nói không xảy ra chuyện gì cả. Thế là mẹ chồng lại đến phòng của dâu út, dâu út cũng nói không có chuyện gì cả. Mẹ chồng gọi cả hai cô con dâu ra ngoài, sau đó bắt đầu dạy dỗ hai đứa con dâu của bà. Hai người đều là người Việt Nam, tuy không phải chị em ruột nhưng phải hơn cả chị em ruột, không thể ngày nào cũng cãi nhau, đặc biệt là dâu cả. Con là chị phải nhẫn nại hơn một chút. Năm nay dâu cả 29 tuổi, còn dâu út 27 tuổi. Mẹ chồng năm nay 64 tuổi. Hai cô con dâu không làm việc ở nhà chăm con. Ngày nào mẹ chồng 64 tuổi cũng phải đi chào hàng đồ trang điểm để kiếm tiền. Gia đình có nhiều nguồn văn hóa như vậy, có câu chuyện như thế nào đây? Đi theo máy quay, chúng ta hãy cùng xem nhé. Đây là một thị trấn nhỏ ở Hàn Quốc. Mới sáng sớm mẹ chồng đã đi ra nấu cơm, bà đang làm đồ ăn sáng cho cả gia đình. Mà lúc này dâu cả của bà đang ngủ trên giường, dâu út cũng đang ngủ trên giường. Hai đứa con trai vừa dậy, bọn họ ngủ mơ màng, ngồi vào ghế đợi ăn cơm. Mẹ bàn bạc với hai người con trai, sau này cũng để con dâu dậy nấu cơm. Anh trai 44 tuổi bèn để vợ của em trai dậy nấu cơm trước. Em trai 40 tuổi nói hôm qua ngủ không ngon, vì trẻ con ồn quá, để chị dâu dậy nấu cơm trước đi. Anh trai không tiện từ chối nữa, thế là vào phòng gọi vợ dậy nấu cơm. Vợ anh đang ngủ ngon, gọi dậy phải mất chút sức lực. Cuối cùng dâu cả cam chịu dậy, cô thật sự chưa muốn dậy, vẫn muốn ngủ tiếp, không dậy thì không được. Thế là dâu cả đi ra ngoài, cô đi từ từ đến bên cạnh mẹ chồng, sau đó làm nũng với mẹ chồng, hỏi mẹ chồng ngủ có ngon không. Mẹ chồng nói ngủ rất ngon, quan tâm lại con dâu, hỏi con dâu ngủ có ngon không. Điều con dâu cần chính là câu nói này. Cô vội vàng nói mình ngủ không ngon, buồn ngủ chết mất, có thể ngủ thêm một lát nữa không. Nhìn con dâu làm nũng, mẹ chồng chỉ đành đồng ý, thế là con dâu về phòng ngủ tiếp. Xem ra làm nũng với ai cũng có tác dụng, không có ai không thích. Chúng ta cùng xem tiếp. Đây là bức ảnh gia đình chụp 7 năm trước khi con trai cả kết hôn. Dâu cả một mình ở Hàn Quốc rất cô đơn, em trai của chồng vẫn còn độc thân. Thế là cô giới thiệu một đứa em cùng quê ở Việt Nam cho em chồng. Cứ như vậy, gia đình này có hai con dâu người Việt Nam. Dâu cả cũng có một người nói chuyện cùng. Mẹ chồng đã làm xong bữa sáng cho cả nhà. Hai cô con dâu của bà vẫn còn đang ngủ, chóp 6 món có 5 món là đồ muối. Bữa sáng của người Hàn thật là phong phú. Ăn cơm xong, hai đứa con trai đi làm. Mẹ chồng rất lo lắng về hai người con trai của bà. Cả hai người con trai đều rất thành thật, bị con dâu nắm thóp chặt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bà không muốn ở riêng với các con. Ở riêng rồi, các con có được ăn cơm không? Có thể sống tốt được không? Đây đều là những câu hỏi. Con dâu cũng không muốn ở riêng, bởi vì mẹ chồng luôn nấu cơm, làm bất cứ chuyện gì cho họ. Bọn họ cũng không cần phải làm việc, ngày nào cũng ăn chơi, trông con. Cuộc sống rất thoải mái, dễ chịu, rất hưởng thụ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Chẳng phải sao, mẹ chồng lại bắt đầu rửa mặt cho các cháu. Bận bịu xong còn phải đưa bọn chúng đi học. Tuy bà nội không phải mẹ, nhưng còn hơn cả mẹ. Các con dâu cũng rất vui, mình gặp được mẹ chồng còn tốt hơn cả mẹ ruột. Có sự dạy dỗ của mẹ chồng, dâu cả cũng có thể làm chút việc nhà. Đến hoàn cảnh sống của cô khi còn nhỏ. Nhà các con dâu rất nghèo, khi còn nhỏ bọn họ không được ăn những đồ ăn vặt này, cũng không có khái niệm có dinh dưỡng hay không, nên rất ủng hộ việc bọn trẻ ăn đồ ăn vặt. Dâu cả tiên tiến hơn, nhìn thấy bọn trẻ ăn bánh mì rất tức giận, bảo bọn chúng để đồ ăn vặt xuống đi ăn cơm. Dâu út không nghe lời chị dâu, vẫn ăn tiếp cùng với bọn trẻ. Bố chồng từng nói không được để các cháu ăn mấy thứ này. Dâu cả trách mắng dâu út không phục, nói so với ăn cơm, bọn trẻ thích ăn bánh mì và đồ ăn vặt hơn. Hai người con dâu cãi nhau vì việc bữa sáng ăn gì. Bọn họ nói tiếng Việt, mẹ chồng nghe không hiểu nhưng cũng biết họ đang cãi nhau. Nhìn đồ ăn vặt trên đất, mẹ chồng nói với họ buổi sáng phải ăn cơm, không được ăn cái này. Dâu út vẫn không phục, cô để các cháu đi ăn cơm, còn mình tự ăn đồ ăn vặt, cô không đi ăn cơm đâu. Dâu út rất cố chấp, cô tin chắc bánh mì và đồ ăn vặt là đồ tốt. Mẹ chồng bảo dâu cả dạy dỗ, cho dâu út nói tiếng Hàn nhiều hơn, nói tiếng Việt cả ngày thì cả nhà không thể giao tiếp được. Chúng ta cùng xem tiếp. Hai con dâu Việt Nam còn cần mẹ chồng 64 tuổi làm việc nuôi gia đình. Mẹ chồng là một nhân viên chào hàng đồ trang điểm, các con dâu bảo mẹ chồng làm việc cho tốt, hôm nay bán được nhiều đồ trang điểm hơn. Chào hàng đồ trang điểm không phải một chuyện nhẹ nhàng, mẹ chồng cúi đầu khom lưng phát tờ rơi cho người đi đường. Nhưng phần lớn mọi người chỉ là khách qua đường, không ai có hứng thú với sản phẩm của bà, nhưng mẹ chồng cũng không nản lòng, bà kiên trì bền bỉ chào hàng ngoài đường không có tác dụng gì. Mẹ chồng bắt đầu đi vào các tòa nhà để chào hàng đồ trang điểm đến từng nhà. Chắc chắn mọi người rất phản cảm với chuyện này, người Hàn Quốc cũng không ngoại lệ. Chủ nhân căn nhà thấy là người chào hàng định đóng cửa, nhưng mẹ chồng đã đưa tay ngăn lại. Cô chào hàng sản phẩm của mình với nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân cứ muốn đóng cửa nhưng không đóng được, mãi đến khi mẹ chồng chào hàng xong rồi mới đóng cửa vào. Rất rõ ràng, ngay từ đầu đã biết chắc là thất bại rồi, nhưng chào hàng thì phải ra mặt dày mới được. Mẹ chồng 64 tuổi đã dạy cho chúng ta một bài học sinh động. Tuy bà đã thất bại nhưng tinh thần đáng khen. Đây là ảnh kết hôn của mẹ chồng khi bà còn trẻ. Sau khi kết hôn, bà và chồng sinh hai đứa con. Bao năm qua, bà đã hy sinh rất nhiều cho gia đình và các con. Bà rất có chí tiến thủ, có mục tiêu, nên mãi đến tận 64 tuổi bà vẫn làm việc. Hai người con trai của mẹ chồng làm việc ở vườn hoa. Ngược lại, hai cô con dâu của bà chẳng theo đuổi điều gì cả. Ngày nào cũng chỉ biết ăn uống vui chơi. May mà bọn họ gặp được mẹ chồng tốt như vậy,
hai người con trai của mẹ chồng làm việc ở vườn hoa. Mọi người thấy có đúng không? Hai người con trai của mẹ chồng làm việc ở vườn hoa. Hôm nay, mẹ chồng và dâu cả đến đây giúp. Con trai dạy mẹ phải làm thế nào? Mẹ chồng bỏ túi ra chuẩn bị làm việc. Dâu cả lại làm nũng. Cô không muốn làm những chuyện này. Mẹ chồng nhìn thấy, bảo con dâu mau đi làm việc. Không phải đến đây để chơi. Nói xong, mẹ chồng bắt đầu bận rộn. Bà làm việc giúp con trai. Tuy nhiên con dâu của bà lại đang chơi. Tay cô cầm hoa thưởng thức nó. Không biết là quên mất mình đến làm việc, hay là không muốn làm. Dáng vẻ không vội vàng, bận bịu của cô. Cách một màn hình mà tôi cũng vội thay. Mẹ chồng thật sự có tính cách tốt, chỉ bảo con dâu đeo bao tay vào. Mau làm việc, bởi vì công việc này là kế sinh nhai của gia đình các con. Không làm việc thì lấy đâu ra tiền mua đồ? Vì hai đứa con mà mẹ chồng đã tốn rất nhiều khoản tiết kiệm. Các con dâu không biết kiếm tiền, lại càng không biết tiết kiệm tiền. Điều này khiến bà rất đau đầu. Nếu mình không còn nữa thì bọn chúng sống kiểu gì? Chúng ta cùng xem tiếp. Mẹ chồng sắp bị các con dâu làm tức điên lên rồi. Bọn họ lại giặt chung quần áo màu đen và quần áo màu trắng với nhau, khiến quần áo bị phai màu không mặc được nữa. Dâu cả đi ra đầu tiên để tránh khỏi bị nghi ngờ. Nói mình luôn giặt quần áo bằng tay, chỗ đồ này là dâu út giặt. Nghe xong, mẹ chồng bèn dạy dỗ dâu cả, không bảo con đến mách lẻo, mà là bảo con dạy dỗ nó cho tốt. Con nên nói với nó, không được giặt chung đồ đen và đồ trắng. Dâu cả nghe mẹ chồng dạy dỗ, trong lòng rất khó chịu. Cô gọi dâu út đi ra. Dâu út mỉm cười bước đến. Cô vẫn chưa biết gì về chuyện tốt mình làm. Dâu cả đã cõng nồi cho cô, bởi vì cô không dạy em cho tốt. Đây cũng là nguyên nhân mẹ chồng không tách ra ở riêng với hai đứa con trai. Kết hôn đã nhiều năm rồi, các con dâu đến cả cuộc sống bình thường vẫn không biết. Bọn họ đã sắp 30 tuổi rồi, mà cả ngày cứ như đứa trẻ. Mẹ chồng cũng rất bất đắc dĩ. Mẹ chồng lo nhất là việc dạy dỗ bọn trẻ. Hai người con trai bận làm việc, trình độ giáo dục của các con dâu Việt Nam rất thấp, nên bà chỉ đành dạy các cháu học. Thời gian rảnh của các con dâu được họ lấy ra để xem phim truyền hình, cũng không học tiếng Hàn cho tốt. Chuyện gì mẹ chồng cũng phải quan tâm, thật sự khiến người ta đau lòng. Đối mặt với con dâu làm nũng, mẹ chồng lại mềm lòng rồi. Con dâu cảm thấy mẹ chồng không hiểu mình chút nào. Cô không thích học, cô cũng từng nói với chồng điều này, nhưng mẹ chồng ngày nào cũng bắt bọn họ học.